Chào mọi người, hôm nay thì Hiền sẽ vẽ với màu gouache Himi, bộ 24 màu. Trước hết thì Hiền sẽ dùng cái bình xịt nước này để phủ một lớp nước mỏng ở bên trên để giữ màu có thể lâu khô hơn trong quá trình Hiền vẽ. Hôm nay mình dùng giấy vẽ màu nước Fabriano 300g và trong quyển sổ này thì nó có 12 tờ. Loại giấy này khá dày và khi tô cũng rất là thích các bạn nha. Đầu tiên Hiền sẽ dùng băng keo giấy để dán bốn cạnh của bức tranh. Thì hôm nay Hiền vẽ hai tranh cùng một lúc nên sẽ dán thêm một đường ở giữa nữa. Với tranh bên trái, đầu tiên Hiền sẽ dùng màu xanh dương pastel, cũng là màu xanh dương nhạt nhất trong bộ màu này. Kế đến là màu tím pastel, màu tím nhạt á. Hiền đang dùng cây cọ đầu nhọn, tuy nhiên thấy cái nền nó không đi được mượt mà nên Hiền đã đổi sang cây cọ đầu vuông. Các bạn dùng loại nào cũng được ha. Tiếp theo là màu hồng pastel. Các bạn để ý là mình muốn tô nền được mượt mà hơn thì nhớ là mình đặt cọ và kéo một đường dài từ phần băng keo này sang phần băng keo bên kia nha, chứ đừng kéo nhiều đoạn nối liền nhau. Kế đến đó chính là màu da. Chỗ giao nhau giữa hai màu Hiền thường kéo đi kéo lại nhiều lần để cho chúng có thể hòa quyện vào nhau. Tiếp đến là màu trắng. Đoạn tô nền của hai bức tranh này thì sẽ không tô nhanh để các bạn có thể dễ dàng quan sát và thực hiện theo. Ngay chỗ phần giao giữa màu trắng và màu da thì Hiền tô rất nhiều lần để cho chúng có thể hài hòa vào nhau. Đồng thời cũng có thể tô ngược lên trên một đoạn nữa. Xong rồi thì mình quay lại màu da. Và tô hết màu da cho phần bên dưới. Phần tranh bên đây thì ở cái phần trên thì sẽ dùng màu trắng pha với một ít màu đen để ra được màu xám. Các bạn nhớ là màu đen mình dùng ít thôi ha, để nó ra màu xám nhạt. Thank you.
Bây giờ thì sẽ quay lại với màu xám, tuy nhiên lần này thì sẽ pha màu đen nhiều hơn một xíu. Lúc này phần bên dưới mình sẽ tô mặt biển, do đó mình đã dùng băng keo giấy để có thể dán và tô phần nền bên trên được tốt hơn, ngăn cách một đường thẳng với phần mặt biển bên dưới luôn. Để các bạn dễ quan sát thì mình sẽ tô hoàn tất cái nền bên tay phải, nên mình dùng máy sấy để sấy cho nó khô nhanh, sau đó tháo phần băng keo ra và dán một phần băng keo mới vào cái phần nền trời bên trên. Hiện dùng màu da khi nãy pha với một ít màu đen nữa để tô phần mặt biển bên dưới. Khi chờ tranh thứ hai khô thì mình sẽ tiến hành vẽ tiếp tục tranh thứ nhất. Mình pha màu tím với một ít màu đen để tô dãy núi đằng xa nhất. Sau đó sấy khô và tiếp tục lớp núi thứ hai bằng màu xanh pastel và một ít màu đen. Lớp thứ ba thì mình dùng màu xanh lá đậm và một ít màu đen. Và lớp cuối cùng cũng tương tự là màu xanh lá đậm với màu đen, tuy nhiên lần này mình sẽ dùng màu đen nhiều hơn để nó ra được màu xanh đậm hơn. Bây giờ dùng màu trắng vẽ thêm một ông trăng nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh bên trái rồi. Bây giờ tiếp đến bức tranh bên phải. Hiện dùng nước đánh loãng màu xanh đen khi nãy mới vừa pha để vẽ những gợn sóng trên mặt biển. Chúng ta kéo những đường dài liên tiếp và xen kẽ vào nhau các bạn nha.
sau đó hàng phủ một lớp màu xanh đậm ở vùng biển phía xa. Các bạn kéo một lần, sau đó rửa cỏ và dùng cỏ ẩm để quét cho nó loang vào bên trong nha. Không kéo quá nhiều lần, không thôi là nó sẽ trôi luôn những cái gợn sóng mình mới vừa vẽ. Để đậm hơn thì mình phủ vùng biển phía xa một ít màu nữa. Kế đến là mình sẽ vẽ hai chú chim đang bay. Bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để vẽ những bọt biển trên đầu những ngọn sóng ha. Sau đó mình sẽ tháo băng keo, các bạn nhớ là mình tháo từ từ thôi nha, không thôi nó sẽ dễ rách giấy á. Tuy nhiên giấy này mình thấy nó khá là chắc, lần nào mình vẽ trên giấy này thì cũng thấy là khi tháo băng keo thì nó rất là ổn và không có xảy ra hiện tượng rách giấy. Nguy hiểm nhất là đường ở giữa các bạn nha, khi vẽ tranh mình thích nhất là khúc tháo băng keo này. Rồi, như vậy là xong tranh rồi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.